ca luôn á. Hát lớn lớn tao quay phim lên á. Hỏi Âu mày đi đi cho thẳng thẳng lên chút đi thì quay phim lên đâu không. Đó, ca sĩ này yêu đời đó. Con này cồn cũng nhiều nè ha. Có hai khối không? Còn có hai khối, khối gì? Hai khối không hả? Đóng nó nóng làm kìa sau lưng nữa kìa. Ờ, bữa hổm hổm rồi quên làm cái cầu thang lên trên đó rồi phải không? Làm cái này xong làm cái cầu thang lên xuống cho nó dễ. Trời ơi, sắc trời xong rồi. Hát ai? Hát bài ai? Nghe cho bớt căng thẳng ai? Hả? Quay lên đây nhìn mặt cái ai? Đó. Thợ chánh nè, thợ chánh bên trại nè. Ủa, đây, chuối ra nè, đây chuối nè. Chắc nắng lên làm cái cầu thang bên đây lên trước hồi ơi. Đó, xem lại cái công trình của mình các bạn ơi. Đứng bên đây nhìn qua thì cái đó là cái đà của cái trại cồn đó. Hôm mình làm cao 1m2 nó thấy nó cũng còn hơi thấp ha, mà cao quá thì nó hiu. Bữa nay lót những cái cây sà gồ lên các bạn, cái đó mình mà ông Linh ông kêu để gì để ông để ông đi luôn hả, mình bắn lên rồi mình để lót luôn cũng có sao đâu vậy ha. Bắn lên không đủ dáng chẳng, bắn lên thì phản thưa lắm. Bắn lên mình cũng vẫn để thưa vậy đúng không? Sợ nặng quá dựng mấy cái bệ, sợ ông yếu dựng không nổi. Dựng không nổi hả? Để nằm vậy mà có thế hơn, dễ, dễ để ấy lên. À đứng lên nó cao quá à, đứng lên nó hiu đúng không? Nó cao phải không? Ừ, cao nó hiu. À. Để đại vậy đây cho ông hàng rồi sơn cái mình trải dáng lên mình làm. Ừ. Rồi mấy cái này chắc hẹn lại tháng sau nữa hả? Công trình chạy chích nè. Cái này rau muống nó lên nhiều luôn rồi nè. Cái này làm xong chạy trộn quay qua làm này luôn á hồi. Có mới lấy miếng dán làm mấy cái cầu thang này luôn đi hả? Này, quay cho các bạn xem cái hình ảnh. Đây là cái nền móng của cái chạy tròn. Thì bữa nay anh em lót sà gồ lên này. Đó. Hôm trước có anh em nào mà đồng hành cùng mình có hỏi là bên chạy xây dựng tới đâu rồi, chia sẻ với anh em, chia sẻ với bà con cho bà con theo dõi. Thì hôm nay đã làm được một số công chuyện rồi các bạn. Anh em đã làm được một số công chuyện rồi. Phần thợ hồ, thợ sắt, thợ xây, thợ sắt. Đây hôm nay thợ sắt lót được mới sà gồ nè các bạn. Để sà gồ lên đây. Thì cái cách thiết kế của mình như thế này. Mình sẽ cái chuồng tròn mình sẽ để nó hở. Nó hở là cho nó lọt phân xuống nước này nè. Nó lọt phân xuống nước này. Rồi sẽ có một cái đường đi. Cái đường đi mình sẽ lót sạp. Đó. Cái đường đi mình sẽ lót sạp ở trên cái sạp dán ở trên cái này nè. Quất nó kêu. Đây. Quất 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 quất. Đó. Mình sẽ lót cái sạp dán ở trên đây. Kế hoạch là 4 dãy chuồng. 4 dãy ở dưới và 4 dãy ở trên là 8 dãy. Công suất có thể là khoảng từ 80 cho tới 100 cái chuồng tròn. Ở dưới mặt đè cũng có chia sẻ với các bạn hôm trước rồi. Ở dưới mặt đè là sẽ làm một cái mình sẽ cải tạo cái đè này lại, sơn vét lại, diệt hết cái ga muống này cho đè nó sâu hơn. Mình sẽ tha cá, mình nuôi cá dưới cái đè này. Đó, kế hoạch là gì? Lấy cá lên cho tròn ăn. Trên bờ trồng chuối.
lấy chuối cho chồng ăn là ok ha. Hôm nay mấy anh em bắt tay vô làm này tới cái trại chồng rồi các bạn nha. Hôm nay là phía trên đây, kỹ sư thiết kế bên trại tôi đây thiết kế những cái cổ máy thời gian ở đây nè ha. Ừ, những tấm dáng này mình lót sàn các bạn, lót sạp sàn, sạp sàn đi, thân thiện, tiết kiệm nữa. Rồi không quên nữa, anh em kêu quay những cái con chim chích cho anh em coi. À, hôm nay lo xây dựng không, không có quay chim, quay cò gì hết á. Đây, chích con, chích, đủ cỡ, đủ lứa tuổi hết, từ nhỏ cho tới lớn. Bây giờ không có nhiều thời gian để quay những cái hình ảnh chích cho các bạn xem. Thì con chích này nó đột biến nè các bạn. Chích này cái mỏ trắng rồi, chân trắng luôn nè, mình nó trắng luôn. Có thể nó đột biến đó các bạn. Ướp trắng luôn nè, không. Mỏ nó khác hơn. Cái mỏ nó khác hơn những cái mỏ cái con khác rồi. Để lại nuôi thử này, có nó đẻ được con chích gì lạ lạ không. Đó, chích con đó, các bạn thấy chưa? Thì chia sẻ với các bạn một chút hình ảnh về cái trại chăn nuôi của mình đang xây dựng như thế nào, công trình đang xây dựng như thế nào cho các bạn xem hình ảnh. Rồi quay lại những cái con chích, những con chim cho các bạn theo dõi. Và đa số là cái kênh YouTube của mình thì các bạn thích những cái con vật ở bên trại nhiều hơn ha, chia sẻ cho các bạn. Đây, ở ngoài này còn một số chích con. Đây là những con le le con. Đó, những le le con mới nở. Những cái hình ảnh này chắc quen thuộc với các bạn ha. Cái cách ấm le le, rồi cái cách cho le le ăn. Rồi thả cái le le ra ngoài môi trường tự nhiên như thế nào. Mình đều chia sẻ với các bạn ở những cái video về cái con le le. Trong cái danh sách video le le kỹ thuật nuôi. Những con mới nở thường nó còn yếu ớt, với lại nó không có đi, nó không có vận động nhiều, thì mình nuôi ở trong cái chuồng nhỏ, rồi thời tiết lạnh nên mình xong nó, cho nó cái bóng đèn để giữ ấm cho nó, lót cho nó miếng gơm cho nó êm nó ấm nó nằm vậy thôi. Thì cho nó ăn ở trong nước, thức ăn cắm công nghiệp ngâm trong nước cũng đơn giản như các bạn. Cái công việc này thì nó diễn ra hàng ngày rồi nên không có gì mới, không có gì lạ hết. Chia sẻ cái hình ảnh này cho các bạn một chút cái thông tin ở bên dạy, để lúc này mình bận rộn nhiều việc quá nên ít có chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy những cái hình ảnh đang diễn ra, đây là những con chích con. Chích này còn ở trong cái giai đoạn úm, thì mình có nuôi kèm với con chích vú nuôi cho nó đút những con chích con ăn. Đó. Đó, mỗi một chuồng như vậy là một hai con chích lớn để nó đút kèm những con chích con cho chích con nó cứng. Đó. Thì đây là những cái con quất con. Các bạn. Quất con và cúm núm con. Hai ba loại này mình nuôi chung ở trong đây. Thì đối với cái con cúm núm con đó các bạn, cúm núm con cái cỡ cái giai đoạn này thì mình bao trống cho các bạn rồi, bao trống 100% chính xác luôn, không có sai lệch miếng nào hết các bạn nha. Đó, nó to cái này thì trống máy thì chính xác rồi. Quất con vậy các bạn, quất con này ha, các bạn thấy không. Đó, quất con với cúm núm con thì lúc nhỏ nó đen thui giống như nhau vậy đó, nhưng mà có cái đặc điểm để mình phân biệt nó. Chuyên có đặc điểm phân biệt đó mình nuôi chung thôi các bạn. Có nhiều bạn nó hỏi nhìn giống con quất con, giống con cúm núm quá, nhưng thật sự nó khác nhau nhiều các bạn, nó khác nhau nhiều. Đến khi mà nó chỗ cái lông gàn, cái lông viền ra như thế này thì đâu còn gì nói nữa không các bạn, rõ ràng là cái lông của con cúm núm rồi ha. Còn cái con quất con á, đây nè các bạn ha, tính lớn thì nó sẽ chỗ ra nè cái màu khác. Lấy cho cậu mấy con dế ha. Đó, nó sẽ chỗ ra mấy cái màu khác. Đó, cái con mắt xéo. Còn con mắt xéo đó nè, quất con nè. Giai đoạn này chỗ lông rồi nè các bạn ha. Đó.
con cái lứa này thì nó lớn hơn, nó cứng hơn, đòi ăn à, bao dạng cho các bạn. Ồ, nó bay lên đây luôn rồi nè, nó thấy cưng rồi, nhảy lên đây này. Thấy cầm dế là bay lên đây luôn nè. Xuống đây đi con, xuống đây cho mấy con này ăn. Ôi không mắt xéo, không có tí tẹo mà cũng lanh lắm nè, không cũng lanh lắm, lanh lắm. Thôi bị giật đó đây, bị cóp ấy, bị cóp ấy, bị cóp mồi ấy. Rồi biến mấy con lớn cóp hết rồi đó, nó bắt được rồi, nó bắt được cái con dế cái nó chạy vậy đó. Hình như bên đây còn con cúm núm nè đó. Ở này quất này gọi là ga lông viền nha các bạn, ga lông gàng á, mắt xéo nè, cúm núm nè, nhìn là biết ngay luôn các bạn nha, cứng hết rồi. Thì bự có, nhỏ có, đủ cỡ hết các bạn nha. Các bạn muốn mua cái cỡ nhỏ thì mình có cái cỡ nhỏ, các bạn muốn bắt cái cỡ lớn thì có cái cỡ lớn cho các bạn. Nói chung là quất mình nuôi từ nhỏ cho tới lớn thì nó bao khôn bao dạng cho các bạn nha, bao dạng luôn. Còn cái phần còn lại là cho các bạn nuôi, nuôi dạy cho nó thành tài, cái đó là cái phần còn lại của các bạn. Công việc của mình là mình ương con non, nuôi cho nó tự ăn, nó cứng cáp, nó đi xe, nó khỏe mạnh, là cái công việc của mình. Rồi cái việc còn lại của các bạn nuôi cho nó thành con mồi hay như thế nào đó là do cái cách chơi, cái cách tập luyện của mỗi người. Hả ha. Rồi anh ăn rồi. Cái này là quá cứng luôn chứ không còn nói cứng nữa ha. Ăn quá cứng luôn rồi, quá khỏe luôn. Tại vì mình nuôi cho nó cứng mình mới giao cho các bạn đó. Thì hôm qua làm đất các bạn, hôm qua làm đất thì mình hôm qua mấy anh em làm đất ở phía trước á, làm cái sân ở phía trước á, đi ra sân này, làm cái sân ở phía trước này thì thấy con chà than, cái con chà than hôm trước á, để vô đây quay lại cái tổ chà than này. Cái con chà than hôm trước á là nó đẻ mình lấy trứng các bạn, thường là nó đẻ sao chạy mình nè, đó các bạn thấy cái bọng chà than mình cái tổ, cái bọng đó mình làm cái bọng tre cho nó đẻ đó, nó đẻ ở đây được hai lứa rồi, đẻ ở đây được hai lứa, ở trên cây me hai lứa là bốn lứa, và ở trong cái khu vườn của mình làm hai cái bọng vậy, lấy đây hai lứa nó bỏ ổ này, nó không đẻ đây nữa, nó không đẻ cái tổ này nữa các bạn, thì nó quay lên cái tổ, cái bọng ở phía trước mình làm ở trên cây dừa. Hôm qua làm đất thấy nó lú đầu lên thì mình nghĩ là nó sẽ đang ấp hoặc là nó đang có con à, chắc có thể là mình đi lên mình thăm cho các bạn xem. Các bạn phải dùng tới cái thang này, con cầm cái máy quay giùm cậu đi, mình đi lên dài lên trước ha. Rồi tới cái thang này lên thăm cho các bạn xem. Trời ơi trời, đi Khanh ơi, đây bỏ cái tay quay này đi, bỏ cái đó đi, làm cái gọn gọn cỡ đó vậy đó. Cái tay quay nó bự quá, nó bự, nó cồ ghê quá, bự quá không? Được rồi, được, được hả? Rồi rồi cũng được đó, con làm cho nó gọn gọn đi ha. Rồi đi phía trước các bạn, chim cò bây giờ dẹp vô hết rồi, dẹp gọn là hết rồi, đi dài dài ra coi chừng dính thình đó, đi trước đi, trước đi, trước. Trước phía đằng trước này mình đã sang bằng nó hết rồi các bạn, sang bằng ở phía trước này hết rồi nè. Và bây giờ chơi cho bà con xem các bạn, bữa nay mình đăng nền lên cao rồi ha, lên cao chuẩn bị cho đất khô rồi mình xây những cái AV, trồng những cái gốc cây xanh, tạo một cho mình một cái khuôn viên cho nó xanh tươi chút các bạn đó. Đây mình sẽ trồng cây xanh lên, cái tổ chà than nó nằm ở bên đây nè các bạn. Hôm qua thấy nó, hôm qua anh em đang làm đất ở đây thấy nó trong tổ nó bay ra thì mình nghĩ nó đã đi không sao đâu, nó đại đi đố ông biết cái này chứ gì, biết đố biết cái này chứ gì,
Cái này nha. Cái này nè. Cái này nè. Trời ơi. Đừng nói. Nói, biết cái này không? Cái này giống cái đào lộn hộp. Gì không phải đào, cái đào người ta, cái đào là cái hộp nó nằm ở ngoài. Nè, coi ơi. Cái này cái gì không? Không biết rồi. Không biết hả? À? Không biết, bẻ cho ăn cho biết. Cái gì? Nó giống như trái mặn vậy đó. Cụng họ hả? Nè. Cho ăn miếng cho biết. Lê Khanh, vậy Lê Khanh. Đố các bạn biết cái này là cái gì, ăn thử miếng ơi. Coi mùi vị như thế nào. Thơm hay thúi? Ngon không? Ngọt không? Nó ngọt mà nó thơm mùi bưởi nha. Thơm mùi bưởi hả? Ừ. Sao thơm mùi bưởi vậy? Trái này kêu bằng trái lý các bạn. Trái này kêu bằng trái lý. Nó giống như trái mặn mình vậy đó mà nó ngọt lắm. À. Mà thơm mùi bưởi chứ, mùi bưởi mùi cam đó. Coi thơm mùi bưởi. Không có hạt, nó giống hạt mặn không? Nè ha. Không, em cảm thấy thơm mùi bưởi. Ha. Ngon á. Cái này tự nhiên mọc dại lên nó mà ngon á. Cái này kìa. Ừ. Ở đâu đã vậy? Sao? Không biết ở đâu lên á. Này, cây này kêu bằng cây lý á. Không? Có tên khác không? Có tên lý á, còn mấy cái kìa. Không, ý nó còn có tên khác nữa không? Hay là tên lý không? Nghe tên lý mà. Rồi. Ngon à. Ừ. Ngọt thiệt á. Ngon ngọt, ngọt không? Rồi. Ngọt ăn mặn ha. Yên tâm đi. Yên tâm đi, không còn. Không còn cái nào luôn hả? Trời ơi. Để. Còn mấy trái kìa, không? Ăn trái gừng. Ăn mày bả chết luôn. Quý vị nãy không nói rồi. Không? Thôi, đi vô Khanh ơi. Vô đi vô đây Khanh à. Đây. Đó. Hôm bữa hôm ở trong cái vườn đó các bạn. Trong cái vườn làm hai tổ. Một ổ ở dưới sao trại nãy quay cho các bạn xem đó, với một cái ổ trà than ở trên đây nè. Mày thấy không Khanh? Đó, một cái bọng đó đó. Nhưng mà nó thích cổ ở đằng sau hơn, nó đẻ cái ổ ở đằng sau. Ở đằng sau bị thu hoạch hết hai ổ rồi, nó không đẻ nữa, bây giờ nó quay lên ổ này nó đẻ. Thì một cái vườn thì các bạn làm khoảng hai ổ được rồi. Nó làm nhiều. Làm nhiều chuột nó vô chứ làm gì đó. Bắt lên thăm rồi có trứng nào chưa. Hôm qua thấy nó vô nó nằm đây. Ây da. Cũng vì đam mê mà cực khổ như thế này. Thế này. Đó. Cậu, cậu lên leo lên trước. Rồi xong rồi. Con chuyền cái máy quay lên nha. Đây, im không? Chắc không? Rồi. Được 3 trứng anh ơi. Hò. Bữa nay để được 3 trứng. Để này, ổ này được 3 trứng anh. Không, hôm qua thấy nằm trong ổ gỗ gàng mà. Đang ấp chứ chưa có con nữa, chưa có nở con. Dính cái tháng này. Cái tháng. Rớt cái xuống này là mắc cái vốn ăn lời luôn á. Cái ổ này tưởng nó không vô nó đẻ. Nhưng mà nó cũng vô nó đẻ nè. Lứa này là lứa thứ 5 rồi nha. Lứa thứ 5 rồi nha các bạn. Bạn thấy không? Đâu. Nè. Thấy mà đúng không? Đó. 3 trứng à. Lứa thứ 5 được 3 trứng. Quá trời luôn, mùa này đẻ quá trời luôn. Có bạn nào hôm trước hỏi mình con trà than đẻ một năm bao nhiêu lứa, bao nhiêu trứng, thì các bạn xem cái video của mình, cái chuỗi video về cái cặp trà than của mình là các bạn biết nó đẻ được bao nhiêu trứng. Chứ giờ mình cũng không nói được nữa. Nè, các bạn thấy không? 3 trứng. Hình như là con trứng đó mày. Trứng nó bị gì đây? Không có bị gì.
có thể là cái lứa này là cái lứa cuối mùa luôn rồi các bạn, lứa cuối mùa của nó luôn rồi đó, ba trứng nha. Hôm trước là nó đẻ bên bên cái gốc đó các bạn, bên gốc me đó đó. Những cái tổ đầu tiên bị gắn ăn, bị bềm bịp ăn hay gì đó, mình có làm cái miếng thiết đó các bạn còn nhớ không? Cái miếng tên đó, đó. Nó đẻ bên cái bụng đó. Thì cái bụng đó bây giờ mình phá nó bỏ rồi, không cho nó vô đó đẻ nữa. Thì nó sẽ sang qua bên đây nó đẻ nè. Khanh làm gì Khanh? Đó, nó qua bên đây nó đẻ. Nó qua bên đây, gốc dừa bên đây nó đẻ nè. Nó đẻ trong cái bụng mình làm. Đó. Đó, 2-3 trứng. Rồi, chờ kết quả thôi các bạn ơi. Ha. Có thể là mình kết thúc cái video ở đây nha. Để mình edit cái video phát cho các bạn xem. Rồi, các bạn chờ xem kết quả nha. Lứa thứ 5.